Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 8 tháng 6 năm 2020. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, trời nắng, có mây, mưa dông rải rác có thể xuất hiện lúc 2 đến 3 giờ chiều, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ.